Question 146. A title insurance company can insure the following. A. Lack of capacity to transfer title. B. Defective delivery of title. C. Whether the tenant's lease interest is free from encumbrances. D. All of the above. Correct answer is D. All of the above. Other potential problems areas regarding a title, such as the validity of an easement, forgery, and impersonation, are also covered under an extended title insurance policy. Câu 146. Công ty bảo hiểm quyền sở hữu có thể bảo hiểm các trường hợp sau. A. Thiếu năng lực chuyển nhượng quyền sở hữu. B. Việc giao quyền sở hữu bị lỗi. C. Xác nhận quyền thuê của người thuê có bị vướng bận hay không. D. Tất cả những điều trên. Câu trả lời đúng là D. Tất cả những điều trên. Các vấn đề tiềm ẩn khác liên quan đến quyền sở hữu, chẳng hạn như tính hợp lệ của quyền sử dụng quyền sở hữu, sự giả mạo và mạo danh, cũng được bảo hiểm theo chính sách bảo hiểm quyền sở hữu mở rộng.